Kính thưa quý vị, học sinh trung học năm cuối đăng quang Hoa hậu Slovakia năm 2016. Kristina Sinkurova, cô học sinh 18 tuổi đăng quang ngôi vị Hoa hậu Slovakia năm 2016 trong đêm chung kết diễn ra tại Ichibo Expo Arena, Bratislava hôm ngày 29 tháng 4. Người đẹp sẽ đại diện Slovakia tham dự cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2016 diễn ra cuối năm nay. Trong cuộc thi, Kristina Sinkurova luôn được xem là ứng cử viên sáng giá cho ngôi vị cao nhất. Kristina Sinkurova đang học năm cuối cấp bậc trung học phổ thông và thích khám phá về thế giới thời trang nghệ thuật. Trong tương lai, cô gái 18 tuổi thích học ngành quản lý thời trang. Kristina Sinkurova cũng yêu thích công việc người mẫu.